Cho nên người ta nói là uống lưỡi bảy lần nghĩa là như vậy.
chứ không phải là trước khi nói cái mình le lưỡi ra mình uống giống một rắn. Rồi có một cái câu châm ngôn như thế này rất là hay, quý vị ghi nhớ nha: văn ngôn chánh phước lai quả khứ, văn ngôn tà phước khứ quả lai. Văn ngôn chánh là sao? Văn ngôn chánh là những lời nói đúng đắn, ngay thẳng, đúng với chánh pháp, gọi là văn ngôn chánh. Văn ngôn là những cái từ ngữ, những cái lời nói của mình mà đúng với chánh pháp á, thì gọi là văn ngôn chánh. Phước lai quả khứ, lai có nghĩa là đến, phước lai có nghĩa là khi mình nói một cái lời đúng, cái phước nó đến gần với mình, gọi là phước lai. Quả khứ, tai quả, khứ là đi xa, tức là khi mình nói lời lành, phước nó đến gần với mình một chút, tai quả nó đi xa một chút. Ngược lại, văn ngôn tà phước khứ quả lai. Văn ngôn tà có nghĩa là những lời nói tà vậy, không chân chánh. Tà là những lời nói không đúng sự thật. Tà là những lời nói làm tổn hại người. Thì khi mà văn ngôn tà phước khứ có nghĩa là cái phước mình sẽ đi xa mình, quả lai là tai quả đến gần mình, gọi là văn ngôn tà phước khứ quả lai. Quý vị có nắm rõ câu này không ạ? Đọc lại ha: văn ngôn chánh phước lai quả khứ, nghĩa là nói lời chân chánh đúng chánh pháp, phước đến gần, tai quả đi xa. Văn ngôn tà phước khứ quả lai là nói những lời không chân chánh thì tai quả đến gần, phước báo đi xa. Rồi, thời xưa có một ông vua, ông ngồi đánh cờ với lại một ông quan đại thần. Rồi bắt đầu có người vô thế ổng. Ông vua thì ổng ngồi kế bên, ổng coi hai ông đánh cờ, ổng cũng phấn khởi. Mỗi khi mà lấy cái con cờ này ăn con cờ kia đó, thì ông vua ổng có một cái câu thồng theo là: mày giết nó cho tao, mày giết nó cho tao. Giống như những người mà đánh bài hay là đánh cờ đó, mỗi lần mà lấy con cờ mà đập xuống á, thì kèm theo một cái câu nói gì đó để cho nó đã cái nư. Cho nên là ổng nói quen miệng. Ông quan kia mỗi lần mà ăn con cờ của ông quan nọ thì ổng ngồi kế bên nó: giết nó cho tao. Thì lúc đó có một nhà sư đến muốn diện kiến đức vua. Thì có một cái vị thái giám mới vô là: thưa dạ muôn tâu bệ hạ, có một vị thiền sư muốn đến thăm bệ hạ, muốn ý kiến. Ổng đâu có lo nghe đâu, ở đây ổng cứ: giết nó cho tao, giết nó cho tao, lo đánh cờ không. Mà ông kia ổng tâu lên 3 lần như vậy. Thì tới chừng mà xong việc, ổng mới quay nghe, ổng nói: nãy ông nói gì ạ? Thì cái ông thái giám nói: dạ muôn tâu bệ hạ, mới nãy á, là hạ thần mới nói là có một vị thiền sư muốn đến yết kiến đức vua. Rồi ổng đâu, sao ổng kêu vô đây? Nói: dạ nhưng mà thần tâu lên 3 lần mà đức vua cứ nói là giết nó cho tao, cho nên mọi người đã hiểu lầm ý nhà vua mà đem giết ổng mất rồi. Thấy chưa, lỡ lời một chút xíu mà giết một mạng người, mà đây là thiền sư nữa. Cho nên quý vị thấy cái ông vua đó ông mang nghiệp chưa? Lỡ một cái câu nói chơi thôi, một câu nói của cửa miệng, giết nó cho tao, mà gây đến cái tai họa như vậy. Cho nên sư ông của chúng ta là hòa thượng Tịnh Nghiêm, gọi là ông Đạo Nằm đó, dân gian gọi là ông Đạo Nằm, tức là tổ khai sơn chùa Minh Bửu, mới dạy hàng đệ tử của mình là không được nói chơi, không được nói chơi. Và thứ hai nữa là việc qua rồi không nhắc lại. Thứ ba nữa là không nói lời không lành, tức là cái lời ác á, mặc dù cái từ đó nó không có mang hại cho ai, nhưng mà sư ông cũng cấm luôn. Ví dụ như là trái bí đao thì sư ông dạy gọi là trái bí xanh. Còn mình kêu cây giết á, thì cái từ giết á, là nó đồng âm với cái từ giết chóc. Cho nên á, sư ông dạy là dùng cái từ bút, gọi là lời thanh, bớt đi tiếng trượng. Luận về người đời đó, thì trong sách Nho có câu là: phù sĩ xử thế, phủ tại khẩu trung,
sở dĩ trảm thân do kỳ ác ngôn. Nghĩa là luận người đời giống như búa để trong miệng, hãy khi mình mở miệng ra là giống như chém chặt người vậy. Mà cái này quý vị thử nghĩ coi có hay không. Trong lời nói của mình nhiều khi mà mình nóng giận á, nó giống như là đau to búa lớn làm cho người đau đớn khổ sở. Có ai mà nghe một câu nói mà về ngủ không được không ạ? Có không? Có ai mà nghe nói một câu mà đập đầu bứt tóc không? Đó, cho nên là mặc dù là một cái lời nói mình nghĩ rằng là gió thoảng qua tai, nhưng mà không đâu quý vị, đó là nó tích thành cái nghiệp. Cho nên sư Minh Giới cũng có sáng tác một cái bài hát mà có một cái đoạn vậy nè: nghiệp căn tai thức thinh trần, vui khi khen ngợi buồn lòng lúc chê, chạy theo tiếng quyển say mê, lời kinh tiếng kệ nhúng trề không nghe, lời thánh nhân nghe qua rồi bỏ, lời thị phi thì để già ghi lòng. Lời của thánh nhân nói ra đó thì thoáng qua tai là mình quên mất tiêu rồi. Giống như giảng ở đây quý vị nghe nó trầm, có lý quá, hay quá, nhưng mà mình ra khỏi chùa mình quên mất tiêu. Còn nếu mà mình vô chùa đây mà một cô nào, một Phật tử nào mà nói một cái câu gì mà trái lỗ tai mình đó, là mình ra mình về nhà mình nhớ hoài. Nó lạ vậy đó. Cho nên lời thánh nhân nghe qua rồi bỏ, mà lời thị phi thì để dạ ghi lòng. Con người mình nó lạ vậy. Cái lời của thánh nhân thì mình quên, còn lời thị phi thì mình để dạng ghi lòng. Và đa phần con người chúng ta đó, cái lỗ tai của mình từ lâu lắm rồi thích được nghe những lời êm dịu, thích được nghe những lời tâm bốc, thích được nghe những lời tán thán, không thích những lời chê bai, phải không ạ? Sáng mà mình đi chùa, mình mới bước vô chùa, Phật tử gặp mình cái: trời ơi chị, nay sao nhìn thấy mặt mày sáng láng quá vậy? Là trong lòng mình rất là vui. Còn mà trời ơi bà này bữa nay sao ốm nhớm nhắc đi thù lui vậy? Là trong lòng mình, mặc dù mình miệng không có nói gì, nhưng mà trong lòng hơi buồn, phải không ạ? Ai mà khen mình á thì mình vui vô cùng. Còn mà hãy ai mà nói gì mà hơi chạm cái tự tôn của bản thân mình á là mình buồn liền, mặt mình bắt đầu đổi avatar liền, biến sắc liền. Cho nên người xưa mới nói là trung ngôn nghịch nhĩ, nghĩa là lời thật thì móc lòng. Mà nói cho quý Phật tử chúng ta nắm cái này, thường á mình nói những lời khen người thì dễ, mà mình nói những lời mà góp ý hoặc là chê người khác á, rất khó. Khó nói lắm. Mình khen mọi người dễ, mình khen anh tụng kinh hay quá, cô nói chuyện nghe hay quá, có duyên quá thì dễ. Còn mình góp ý, mình nói anh đi kinh hạnh vậy chưa được, anh phải đi như thế này, là cái người kia mặc dù người ta nghe góp ý nhưng mà trong lòng người ta không có vui. Người ta nói bà không biết ăn hết hủ chao chưa mà góp ý tôi. Nó lạ vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta khen người đó thì phước ít phước nhiều gì cũng khen được hết á. Còn chúng ta chê người, phước chúng ta phải nhiều hơn hoặc bằng cái người đó chúng ta chê, hoặc chúng ta góp ý họ mới nghe. Nhớ chỗ này nha. Tức là khi mình muốn góp ý một ai á, phước của mình á, một là phải ngang với cái người đó, hai là phước phải lớn hơn người đó luôn. Thì khi mà góp ý ra đó, người ta nghe, người ta chấp nhận liền, hoan hỷ liền. Dạ mô Phật, dạ em nghe chị, dạ tôi nghe anh. Bởi vì cái phước của mình lớn, cho nên khi mà mình thốt ra một cái lời nói mà mình góp ý là mọi người hoan hỷ tín nhận. Còn mà phước mình ít nha quý vị, mình mở miệng ra mình nói những cái lời đạo lý là người ta sẽ công kích mình liền. Quý vị có bị chưa ạ?
Ở đây có ai mà bị là mình nói những lời đạo lý cho bạn mình nghe, cho người bạn đời, cho chồng, cho vợ hoặc cho con mình nghe, mình mới mở miệng ra mình nói một cái vài câu đạo lý là nói thôi đi bà nội ơi, phải không? Cho nên cái lời đạo lý mặc dù nó là cái quý giá nhưng mà không phải ai cũng truyền đạt được. Bây giờ quý vị lên mở pháp của Hòa Thượng Chân Quang nghe hay quá, mà quý vị bắt chước Hòa Thượng Chân Quang nói y chang vậy đó cho bạn mình nghe thì sao? Người ta đâu có nghe. Bởi vì phước của chúng ta có giới hạn, cho nên khi chúng ta nói ra một cái lĩnh vực nào đó phước của mình ít á, thì mình không có lay động được cái trái tim của họ. Mình muốn tốt cho người đó, mình góp ý, mình dùng những cái lời đạo lý mình nói ra, cái ta nói trời, ăn không biết hết rủ chao chưa mà bày đặt dạy đời, phải không? Đa phần là như vậy. Cho nên một khi mà chúng ta góp ý đó thì phước của mình phải nhiều hơn hoặc bằng cái người đó mình nói mới được. Nhớ nha. Còn mình liệu cơm gấp mắm, mình thấy phước của mình ít, mình đừng nên góp ý. Mình góp ý là sẽ tác dụng phụ liền, là người ta sẽ giận mình ngay. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là nói ít nghe nhiều. A Di Đà Phật. Đề tài này ngắn gọn, nói ít nghe nhiều, bốn chữ. Ít nói là sao? Ít nói có nghĩa là kiệm lời, nói năng một cách có kiểm soát, không sổ sàng, không tham gia chuyện của người khác. Mà thường á, chúng ta mà ngồi nhóm họp 3-4 người đó thì quý vị, mình rất dễ rơi vào cái trường hợp là tham gia chuyện của người khác. Mà trong kinh Di Giáo Đức Phật gọi là hí luận đó, một khi mà nhóm họp đó thì Đức Phật sẽ la ngay, tức là mấy ông tỳ kheo là phải lo đi ngồi ngưỡng gốc cây để ngồi thiền, chứ không phải nhóm họp là Đức Phật nói là mấy ông lại đang hí luận, phải không? Và đuổi đi, không có cho ngồi nhóm 3-4 người. Cho nên nó đôi khi có một số chùa khó đó, quý Phật tử chúng ta mà lên chánh điện mà ngồi khấm khớm 3-4 người là sẽ bị mấy thầy cô la, thì cũng thông cảm, tại vì tránh cái trường hợp gọi là hí luận. Mới đầu tiên á, mình ngồi thì mình nói chuyện của mình, chị cỡ này mần lúa được không, rồi trồng xài cỡ này có giá không, rồi nói một hồi hết chuyện của mình thì nói chuyện của người. Chuyện của mình hết rồi thì bây giờ mình sẽ lôi một cái chuyện của người khác vào trong cái câu chuyện của mình. Cho nên nó là thị phi nó sanh ra cái chỗ này. Phiền não khởi thì dây do đa sự, thị phi sanh chỉ tại đa ngôn. Phiền não sanh ra là do mình quá nhiều công việc, còn cái thị phi nó sanh ra là do chúng ta nhiều câu chuyện quá, tham gia nhiều cái câu chuyện. Người ta đang nói xấu 3-4 người ở đây, cái mình không biết, mình ghé vô mình ngồi chung, mình cũng vả lây luôn quý vị. Cho nên Đức Phật không có cho ngồi nhóm họp 3-4 người, gọi là hí luận. Cho nên ví dụ mà mình ngày hôm nay trọn vẹn mà mình đi niệm Phật á, thì chúng ta tránh cái trường hợp là nhóm họp 3-4 người ngồi khúm khúm á, là mình dễ tham gia vô trong cái hí luận này lắm quý vị. Mà ở thế gian của chúng ta, nạn kiếp phần nhiều là do cái miệng. Ở ngoài đời người ta nói là cái miệng kiện cái thân. Tức là có nhiều khi một cái câu nói vui đùa ở cửa miệng, nhưng mà sau này nó trở thành một cái tai họa của mình. Hay là ông bà dạy là bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất. Bệnh tật đa số là do ăn uống, còn tai họa là do miệng mình mà ra. Giống như Phước Thiện mới đi phát họa bên An Giang đó, không biết ăn trúng cái gì mà trúng thực, cái giọt nguyên ngày luôn, tưởng đâu là nhập diệt luôn rồi. Nhưng mà hên số chưa chết quý vị, số chưa chết. Ăn uống nó gây bệnh, còn mà miệng mình nói vui thì nó gây họa. Bởi vì các bậc cổ nhân rất là cẩn trọng về lời nói. Các bậc cổ đức á, gọi là cổ giai thánh hiền,
cổ nhân thánh hiền giai tịch mịch. Cổ nhân là gì? Nhân là người, cổ là xưa. Cổ nhân có nghĩa là người xưa, giai tịch mịch có nghĩa là người xưa đa phần là họ an trú trong cái cảnh giới tĩnh lặng của họ. Trong cái cảnh giới tĩnh lặng đó, đầu mình nghĩ ra nhiều cái thứ hay ho lắm. Trong khi mình ngồi thiền á, mình có thể quán chiếu và mình ngộ ra những cái pháp mà hồi trước giờ mình chưa có từng hiểu. Như mình đọc ở trong cái câu kinh Pháp Hoa, cái đoạn đó mà mình không có hiểu, nhưng mà một thời gian khi mà mình ngồi tĩnh lặng, mình niệm Phật hay mình thiền quán gì đó, thì tự nhiên cái đầu của mình sáng ra. Mình nói à, thì ra cái đoạn kinh mà Đức Phật giảng ở trong kinh Pháp Hoa, cái đoạn này thì ra ý nghĩa nó là như vậy. Và một lúc nào đó mình sẽ ngộ ra những cái pháp mà Đức Phật dạy, mình hiểu một cách tường tận là nhờ cái cảnh giới mà tĩnh lặng này. Và mình nói nhiều đó, nó bị ảnh hưởng thêm một cái là về sức khỏe của mình nữa. Gọi là gì ạ? Ở đây cô Thảo là rành cái đó lắm. Tức là người mà nói nhiều á thì mình sẽ bị tán cái hơi, khẩu khai thần khí tán. Ở bên Đông Y á, người ta muốn chẩn bệnh, người ta nghe mình nói chuyện, gọi là giọng văn vấn thiết. Vọng có nghĩa là nghe cái tiếng nói, vọng là nhìn từ xa, vọng là nhìn cái dáng đi mà khập khiễng ông này bị khớp. Rồi cái má xanh xanh là chắc bị phổi hay bị gì đó, da vàng là bị gan gì đó, gọi là vọng. Văn có nghĩa là nghe. Hỏi cô bị bệnh gì, cái bắt đầu mình khui, mình nói sao tối này tôi đau bụng hay tôi nhức đầu gì đó, gọi là văn. Văn tức là lắng nghe. Mà trong khi mình thốt, mình bật cái âm ra đó, người ta nghe cái hơi của mình là cái ông thầy thuốc cũng biết cô này bệnh nhiều ít. Cái người mà bệnh nhiều thì sao? Nói đâu nổi. Dạ bác sĩ, từ khám thì con mệt quá, nói chuyện đâu có nổi. Còn mà mình bật cái hơi ra mà hơi mình mạnh á, thì ông bác sĩ cũng biết mình khỏe. Còn cái giọng mình khàn khàn, khao khao, tức là mình sắp bị cảm, gọi là văn. Vấn là hỏi trực tiếp để khui bệnh, còn thiết là bắt mạch. Như vậy khi mà mình nói nhiều đó là cái hơi trong người mình đã bị tán khí. Và một cái bằng chứng thiết thực á, là khi mà các thầy mà tụng kinh nhiều đó mà cầm micro á, thì quý vị biết là buổi chiều rất là mệt. Mình lại không á, thì nó ít mệt nha, mà mình vừa lại mà vừa cầm micro nó hút cái hơi của mình á, là buông cái micro ra rất là mệt. Ở đây có một vài chú Phật tử là có cầm micro là sẽ hiểu, là khi mà mình bật cái hơi trong người của mình ra đó, cái đó gọi là khí. Thì khẩu khai thần khí tán, mà hơn là mình tụng kinh. Còn nếu mà mình sử dụng cái hơi này cho những cái việc mà hí luận đó thì nó uổng phí. Mà nó diễn suốt ngày là mình bị khàn cổ và con người mình nó đờ đẫn luôn, gọi là khẩu khai thần khí tán. Rồi tác hại của việc nói nhiều, Đức Phật dạy trong kinh Niết Bàn như thế này: này các tỳ kheo, nếu mà hí luận đủ thứ thì tâm sẽ bị rối loạn, không đưa đến an lạc giải thoát. Cho nên các thầy luôn luôn tinh tấn từ bỏ hí luận, nhanh chóng thoát ly cái quả hí luận, tâm định ý chơn an vui tịch tịnh. Đối với các thứ công đức, các thầy phải nhất tâm tu tập, chánh xa những hình thức hí luận điên đảo. Đức Phật dùng cái từ điên đảo, hí luận điên đảo. Chánh xa kẻ thù, chánh xa mọi hình thức hí luận điên đảo, giống như là chánh xa kẻ thù. Đừng để cho cuộc đời mình trôi qua một cách vô ích, sau này có hối hận cũng không lợi ích gì. Đây là Đức Phật nói nha, Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn. Như vậy là Đức Phật cực lực lên án cái vấn đề là chúng ta trao đổi hí luận.
Cho nên là quý vị mà lên các cái nơi mà thiền viện á, thì các sư thầy á, là gặp nhau và trò chuyện một đôi câu trong cái giờ mà gặp nhau, lúc mà tụng kinh hoặc ăn cơm mà gặp nhau một chút, nói một vài ba câu gì thôi. Còn những giờ còn lại thì các thầy chia nhau mỗi người mỗi cái cốc để mà lo tu. Còn mà sáp lại mà hai ba ông thầy nói chuyện là sẽ bị la, gọi là hí luận. Mà Phật tử nào mà tinh tấn á, là lợi đây á, là nhìn thấy là biết liền, lợi một cái góc nào đó ngồi tĩnh lặng, rồi dở trang kinh ra mà đọc, hoặc là nghe bài pháp gì đó, hoặc là ngồi đó niệm Phật, là cái vị đó tránh xa hí luận. Còn mà mình ngồi lại đó mà ba bốn người mình tập trung lại để mà mình bàn tán với nhau đó, thì tâm mình sẽ bị loạn động, mất công đức. Lời nói vô nghĩa, hí luận sẽ mang nghiệp vào thân. Và khi chúng ta tham gia vào những cái chuyện đó đó, có vô tình chúng ta gieo cái khẩu nghiệp mình không biết nữa. Giống như có một cái chú Sa Di này, ổng đi ngang, ổng nghe một ông thầy già tụng kinh. Già lớn tuổi rồi cho nên tụng kinh nghe nó không có được ngọt ngào quý vị, đọc nghe nó khàn khàn. Cho nên ông Sa Di này ổng mới nói một cái câu là trong vô minh, ổng mới xuất ngôn vô độ. Ổng nói trời đất ơi, ông thầy già ổng tụng kinh ồm ồm nghe giống như chó sủa vậy, mà không biết là ông thầy tỳ kheo già này ổng đã chứng thánh quả rồi. Người ta tu chứng thánh quả mình đâu có biết, mà ổng quở, ổng nói một cái câu như vậy, rồi không biết ổng về liêu ổng suy nghĩ làm sao á. Ổng mới nói cái câu này lỡ lời, cho nên ổng mới lên ổng quỳ ổng lại, ổng xin sám hối. Dạ bạch thầy, hôm bữa đó con vô ý con lỡ lời, con có nói cái câu đó là xúc phạm thầy, mong thầy hoan hỷ. Rồi ổng đảnh lễ ổng lại, là nhờ cái công đức lại sám hối, xin lỗi và sám hối cái thầy tỳ kheo đó, mà không có đọa vào địa ngục, nhưng mà đọa làm kiếp chó 500 kiếp, đọa vào thân cẩu 500 kiếp, du đọa cẩu thân. Quý vị thấy ghê gớm không? Mình nói một cái lời ác làm cho cái người phàm người ta buồn á, là mình đã tội rồi. Còn mà mình làm một cái lời ác mà làm cho những cái bậc mà xuất gia người ta buồn, hoặc là đó cái vị đó đã tu chứng thánh á, thì nghiệp mình càng nặng hơn, quả nguy hiểm lắm á. Cho nên á, là cái chỗ này văn ngôn chánh thì phước lai quả khứ, quý vị theo, mà văn ngôn tà phước khứ quả lai. Văn ngôn tà phát ra rồi, phước nó đi xa mất tiêu mình rồi, mà tai họa nó đang tới mình gần hơn một chút. Và sách Nho cũng có một câu nữa nè: nhất ngôn khả dĩ hưng ban, nhất ngôn khả dĩ tán ban. Một câu nói có thể là hưng thạnh một quốc gia, mà một câu nói cũng không thể làm mất đi một đất nước. Hay mình nói gần một chút dễ hiểu, một câu nói làm nên nhà nên cửa, một câu nói làm tán gia bại sản. Bây giờ đất nước mình giàu có là cũng nhờ do các bậc lãnh đạo, người ta đi giao lưu, giao thiệp, một cái câu nói của ông chủ tịch nước có thể làm đất nước mình đi lên. Ngoại giao à, cũng có một câu nói có thể mà sơ suất, không cẩn trọng, làm tiêu tan hết tất cả. Cho nên quý vị thấy vậy đó chứ, cái lời nói mình, cái khẩu nghiệp mình nó không có đơn giản đâu, nguy hiểm lắm. Cho nên cái tu mà ít nói là một cái pháp môn thù thắng. Ít nói là ít quả, vậy thôi. Miệng ít nói tự nhiên ít họa. Ở trong cái chữ thánh mà mình viết bằng chữ Nho đó, bộ nhĩ là cái lỗ tai, bộ khẩu là cái miệng, bộ vương là ông vua. Cái chữ này có nghĩa là người nào mà làm chủ, ông vua là làm chủ, người nào mà làm chủ được cái lỗ tai và cái miệng chính là bậc thánh. Cái chữ Nho nó hay vậy đó. Cái chữ thánh là viết một bộ khẩu với một bộ nhĩ, ở dưới là bộ vương, tức là người làm chủ được tai và miệng của mình là bậc thánh. Nghe những điều cần nghe, nói những điều
còn nói đó là bậc thánh. Cho nên khi chúng ta mà kiểm soát được cái miệng và cái lỗ tai của mình á, thì là chúng ta đã một bước tiến rất dài trên con đường thánh đạo rồi đó. Mình mà im lặng, mình ít nói á, thì sẽ ít tai họa. Và ai trong đạo tràng của chúng ta đã từng bị nói hớ rồi ạ? Có không ạ? Có ai bị nói hớ miệng chưa? Có không? Giơ tay đi, khai thiệt, chính sách khoan hồng. Cái câu nào mà giống như mình không có cố tình nói, nhưng mà mình lỡ miệng, mình nói rồi mình về mình hối hận, có không? Ai có giơ tay đây? Bên kia không có ai nói hớ anh phải không? Rồi, cảm ơn quý vị, cho một tràng pháo tay chúc mừng cho những cái vị này. Những vị này là những cái người mà con Phật thực thụ. Bởi vì chúng ta là phàm phu, không có ai mà nói chính xác 100% hết đó. Gọi là nhân vô thập toàn. Mà mình biết mình có nói hớ, mình biết mình có nói lỡ lời, mà mình hối hận á, là người đó là người được Đức Phật ca ngợi trong hai hạng người. Một là người không có tạo tội, hai là người có tạo tội mà biết sám hối. Có những cái khi á, mình nói rồi mà tối mình về mình nằm mình suy nghĩ, mình nói tại sao mình vô duyên quá, tại sao mà mình nói cái câu đó, phải không? Người đó là những người rất là tốt, tâm đạo đức của họ rất cao. Còn người mà nói hớ miệng rồi mà mình về mình tự bào chữa cho bản thân mình nói mình nói vậy nó mới vừa, nói vậy nó mới đã cái nư, thì người đó chấp mê bất ngộ. Còn mà mình nói rồi mà mình cảm thấy mình hối hận cái lời nói của mình á, cái lời nói mà làm cho tổn hại người á, mà mình biết hối hận, xin chúc mừng quý vị được Phật chứng, người đó mới những người đạo đức rất là tốt. Bởi vì trong cuộc đời của chúng ta đó, có ba thứ mà qua đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại. Ghi nhớ nha. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là lời nói, thứ ba là cơ hội. Là có ba điều qua đi không lấy lại. Một là thời gian nó qua rồi, nó đâu có trở lại đâu. Bây giờ 10 giờ, lát là 11, 12 giờ của cái ngày hôm nay, rồi qua ngày hôm sau 10 giờ của ngày khác rồi. Mỗi ngày trôi qua là không có lấy lại được. Ngày, ngày nó trôi qua, ngày đến, đến đi đâu kéo ngược, mà năm về, về mãi chẳng ngừng ngang. Thời gian nó cứ liên tục. Mới mấy năm trước đây mình khỏe mạnh vô cùng, mình đi bay bay vậy đó, dò cẳng mình thiện xảo, nhanh nhẹn. Rồi bây giờ dò cẳng mình đi cũng hết nổi rồi. Thời gian lẹ lắm, mà thời gian qua rồi nó không trở lại. Hay là lời nói, mình thốt cái lời nói ra rồi đó, bốn con ngựa gượt theo chụp lại không kịp. Gọi là nhất ngôn ký xuất mà tứ mã nan truy. Một lời nói mà thốt ra rồi bốn ngựa chạy theo không kịp, nguy hiểm vậy đó. Mình mở miệng ra mình nói cái câu đó rồi, người xưa người ta dùng cái từ rất là hay, tứ mã nan truy. Truy là tìm, kiếm, rượt đuổi. Ký xuất có nghĩa là lỡ nói rồi, đã nói rồi, bốn con ngựa gượt theo để bắt cái từ đó lại không kịp. Cho nên là mình có hối hận thì là người đó là biết tu rồi đó. Còn mà mình nói những lời mà không lành mà mình không biết hối hận, mình không thấy có một cái lòng trắc ẩn, thì xin chia buồn quý vị. Rồi bây giờ mình làm cái pháp môn gì mình tu để cho mình ít nói đây? Mình biết là ít nói là tốt đó, nhưng mà mình phải có một cái phương pháp để mà làm cách nào để cho con người mình ít nói lại, để mình tu cái khẩu nghiệp gọi là tịnh khẩu. Bà cố của Phước Thiện, bà cố là bà cố ngoại, tức là mẹ của ông ngoại ấy, là tu một cái pháp môn là cứ đúng ngày mùng 1 Tết là sẽ không nói chuyện. Nguyên ngày mùng 1 không có nói chuyện, ai hỏi gì là cũng lắc đầu hoặc là ra dấu thôi,
hồi nhỏ mình không biết, mình cứ theo mình hỏi hoài, mình chọc bà, mình biết bà nói chuyện không được cho nên mình hỏi hoài. Rồi bắt đầu qua ngày mùng 2 là bà chửi. Mùng 1 bà yêu thích thích luôn. Để làm chi? Tu khẩu nghiệp. Mà bà cố bà nói ngày mùng 1 là ngày đầu năm đầu tháng, mình mà nói lỡ lời gì đó nó ảnh hưởng. Cho nên là bà phát nguyện ngày mùng 1 Tết là bà không nói chuyện, im tinh thích vậy đó. Mà Đức Phật nói là im lặng như chánh pháp. Hãy im lặng như chánh pháp là cái người đó họ trầm mặc. Họ khi mà một khi mà họ im lặng rồi nhìn thấy họ thanh tịnh. Bây giờ mình dùng pháp môn gì? Thứ nhất á, là chúng ta phải tu thực hành cái pháp ái ngữ. Ái ngữ là nói những lời êm dịu, ngọt ngào, không phải là lời điêu hoa đầu môi chót lưỡi. Điêu hoa chót lưỡi giống như là mấy cô cậu mà tuổi trẻ xuân thời mà dùng những cái lời hoa mỹ để mà cua nhau đó. Trời mưa ướt lá trầu vàng, ướt anh chịu, ướt nàng anh thương. Hay trời mưa ướt lá trầu xanh, ướt em chịu, ướt anh em buồn. Là không phải những cái từ mà hoa mỹ để mà lấy lòng người, nhưng mà những cái từ đó để mà mình thực tập cho mình nói những lời lành. Ví dụ như bây giờ mình muốn góp ý cái người đó, mình muốn góp ý cái người đó là đánh mỏ chậm lại một chút, phải không? Thường là sẽ có hai cái thái cực như sau. Một, người mà nóng giận xuống, ông đánh mỏ cái kiểu gì không ai tụng được hết, thì cũng là góp ý. Nhưng mà cái người nghe sao? Người nghe ta chạm cái tự ái, ta chạm cái tôi bên trong của mình đó. Mình cảm thấy là mình không có được tôn trọng. Mình cũng bỏ công sức ra để cho đại chúng mà không được coi trọng. Rồi cái thái cực thứ hai, chị đánh mỏ như vậy rất là hay, rất là điều tai. Nhưng mà cái đoạn đó mà phải chi mà mình chậm lại chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Đó là thái cực thứ hai. Quý vị thấy cái nào hay hơn? Cách thứ hai hay hơn phải không ạ? Đó gọi là ái ngữ nhiếp. Rồi bây giờ mình muốn góp ý ông xã mình là lần sau kêu ổng sạch sẽ kỹ lưỡng một chút. Cũng có hai thái cực. Mình nói ông ăn ở giống như heo vậy đó. Ở dơ như heo vậy. Cái chỗ ông ở giống như cái ổ heo vậy đó. Là cũng là góp ý. Nhưng mà cái thái cực này nó hơi cực đoan. Rồi thái cực thứ hai, anh ơi, anh ăn ở cho nó kỹ lưỡng sạch sẽ đó. Mình ở dơ là mình dễ bệnh lắm. Với lại khách khứa người ta tới đột ngột mà nhà cửa mình dơ thì coi nó kỳ. Người đàn ông tự ái cao lắm nha quý vị. Người đàn ông người ta không nói thôi, nhưng mà người ta tự ái rất là cao. Cho dù mà cái ông đàn ông ổng tệ lậu cỡ nào, ổng ít nói cỡ nào, nhưng trong lòng ổng cái lòng tự ái rất cao. Nhớ chỗ này, khi mà chạm lòng tự ái đó thì cái ngày chia tay của quý vị với ông chồng là đến ngày gần rồi đó. Nếu mà mình để gia đình của mình á, mà mình và cái ông xã của mình mà quá căng thẳng tới cái mức là ổng chạm tự ái ổng quá cao rồi, ổng sẵn sàng chia tay cũng vậy luôn. Cho nên người xưa người ta nói á, cái người đàn ông gọi là thà chết dinh hơn sống nhục. Nhớ nha. Cho nên muốn góp ý cái gì với ông xã mình á, thì mình nói một cách nhẹ nhàng, êm dịu. Mặc dù ổng im thinh thích, ổng có nói gì hết, nhưng mà trong lòng ổng vẫn có một cái tự tôn. Và trong tâm lý học nó nói như thế này: trong mỗi con người của chúng ta đều có một cái bản ngã. Mà một khi mà chúng ta chạm một cái tự ái, chạm bản ngã của người khác, thì ngay giờ phút đó chúng ta đã gây cho mình một cái tai họa rồi. Mặc dù trong giờ phút đó chưa thấy gì, nhưng mà ẩn tàng bên trong cái mầm móng gì sao, chúng ta đã có một cái nạn kiếp sắp tới rồi đó. Nhớ cái chỗ này ha. Bởi vì con người chúng ta ai cũng có một cái nhu cầu được tôn trọng.
Mà một khi mà mình góp ý mà mình không có cái ái ngữ nhiếp này đó, thì chúng ta chạm cái lòng tự ái là cái việc rất là dễ dàng. Giống như bà vợ với ông chồng nói chuyện với nhau: bà ơi, cái rổ để đâu? Thay vì bà vợ bà nói ờ cái rổ em để đầu tủ đó anh, mà bà vợ bà đang bực cái gì đó, giống như bà đang nấu nướng nóng nảy, cái gỗ để đầu tủ nó bụng đuôi sao không thấy vậy? Mà đa số là vậy, đa số là bởi vì người ta nói là thân thiết quá rồi dễ trở nên nhàm chán, dễ buông lời ngao ngán cõi lòng nhau. Nếu trân kính như buổi dừa kết bạn, dù xa xôi vẫn đẹp thở ban đầu. Bởi vì những người ở trong nhà, những người mà quá thân thiết á, bắt đầu sinh ra cái sự nhàm chán, và mình không có mít lặng, mình không có khách sáo, mình nói chuyện mình không có khách sáo. Ví dụ như trong một cái mâm cơm mà có ba người bạn, một người bạn chơi rất là thân và có hai người bạn mới, mà mình sơ ý mình gấp đồ ăn cho hai người bạn mới, còn cái người bạn cũ rồi đó giờ mình chơi mình không gấp đồ ăn, người ta cũng buồn mình nữa. Người ta nói là mình có mới nới nới cũ, cái này mình phải tinh ý, bởi vì con người của mình nó lạ lùng lắm. Có cả một cái hệ thống khoa học để nghiên cứu về tâm lý con người, nghiên cứu cả đời để mà hiểu được con người. Con người mà nó khó hiểu lắm, nhất là phụ nữ nha, nhất là phụ nữ còn khó hiểu hơn mấy ông đàn ông nữa. Cho nên có một bài thơ là, có một bài hát là đừng tin những gì con gái nói. Hay ta có bài thơ là em bảo anh đi đi sao anh không dừng lại, em bảo anh đừng đợi sao mà anh lại về ngay, ôi lời nói gió bay, đôi mắt quyền đẫm lệ, sao mà anh ngốc thế không nhìn vào mắt em. Trời ngộ vậy, miệng thì lúc nào cũng nói những lời khách sáo, nhưng mà trong lòng thì mong muốn người ta quan tâm mình. Thấy lạ chưa? Cho nên á, chúng ta tu được cái nhiếp pháp là ái ngữ thì chúng ta đạt được một phần ở trên con lộ trình tu của mình rồi đó quý vị. Người ta đâu có cần biết là mình tu cao siêu cỡ nào, người ta chỉ cần biết là mình mở miệng ra nói những cái lời dễ nghe, ta nói bà này được nè. Còn không biết mình tu cao siêu cỡ nào, mình mở miệng ra chổi bản liền, mở miệng ra một cái là người ta phiền não liền. Tôi không biết bà tu pháp môn gì, nhưng mà hiện tại là căn bản là tôi không thích bà. Thấy chưa? Cho nên đừng nghĩ ai nói tôi tu với Phật rồi, chứ tôi tu không có tu với ai chứ. Bậy. Mình tu để mình áp dụng vào trong đời sống thực tại của mình. Mình tu sao mỗi ngày mình càng dễ thương, mình tu sao mỗi ngày người ta càng thương mình, là mình tu đúng. Còn mình tu một thời gian, ta thấy mình xa xa, ta trốn mất tiêu, là mình đi chọc lóc rồi đó. Quý vị hứa làm được điều này không ạ? Tu ái ngữ nhiếp được không ạ? Vỗ tay vậy đó, chứ dễ quên lắm ạ. Rồi áp dụng liền, sau khi mà niệm Phật xong ở đây ha, mình về nhà đó, mình sẽ tập nói lời ái ngữ với ông chồng mình đi, tập nói lời ái ngữ với bà vợ mình đi. Bởi vì những người đó đó là chết sống với mình đó, mà mình không nói lời ái ngữ được với họ thì mình nói ái ngữ với ai bây giờ? Người nhà mình mà mình nói những lời đau to búa lớn, há có thể nói những lời ngọt ngào với người lạ được sao? Phải không ạ? Cho nên cái việc đầu tiên, một khi mà mình nóng lên á, mình muốn nói những lời xúc phạm người đối diện mình á, thì mình phải nhớ là ai cũng cần được sự tôn trọng. Mình không muốn người ta nói nặng mình thì mình đừng nói nặng người khác. Mà cổ đức dạy sao? Khổng Tử có một cái câu gọi là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều gì không mong muốn thì đừng mang đến cho người. Bữa nay nói nho hơi nhiều ha. Kỹ sở bất dục nghĩa là sao? Kỹ là mình,
Kỹ sở bất dục có nghĩa là những cái điều mà mình không có mong muốn chớ mang đến cho người. Giờ mình không thích cái câu đó mà mình lại tặng cái câu đó cho người khác, có phải là mình ích kỷ không? Bây giờ á, mình chê người ta xấu mà mình có thích người khác nói mình xấu không? Mình chê người ta đen, chê người ta lùn mà mình có thích là người ta nói mình đen, mình lùn không? Thì nếu mà mình không thích á, thì mình nghĩ người kia cũng giống vậy thôi. Rồi quý vị hứa với Phật nha, là từ nay sao học ái ngữ, nói lời lành. Lỡ mà ai ngồi lấn lấn mình chút xíu cũng hoan hỷ, cười ha. Rồi cái thứ hai nữa, để mà ngừa được cái tai họa của khẩu nghiệp, khi nóng giận chúng ta giữ im lặng. Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thối nhất bộ hải khoát thiên không. Nhẫn một lúc mà sống yên biển lặng, lùi một bước mà biển rộng trời cao. Mình nhịn trong một cái giây phút đó thôi, nhưng mà nó tránh được vô số cái tai họa về sau. Còn mà mình không nhẫn được một cái giây phút ngắn ngủi đó mà mình thốt cái lời nói ra, mình nói tôi vậy không lẽ tôi đi sợ cái người đó sao, thì cuối cùng mình gây tai họa. Mà mình im lặng được trong cái giờ phút nóng nảy đó đó, mình là người chiến thắng. Người ta nói là chiến thắng ba quân tướng sĩ không bằng chiến thắng được chính mình. Chiến thắng chính mình là cái ải khó nhất. Mình nóng mà mình dằn được cơn thịnh nộ á, mới là cái khó. Còn mà mình nóng mà mình mở miệng ra để mình chửi người ta thì cái chuyện nó quá dễ rồi, phải không ạ? Cho nên người ta nói là giận quá mất khôn. Khi mình nổi nóng lên á, mình không có dằn được. Như vậy cái phương pháp mà để mình ít nói á, là thứ nhất là chúng ta nói lời ái ngữ. Lỡ có nói trong một cái giây phút nào đó, chúng ta cũng nói lời lành. Thứ hai nữa là chúng ta chọn cho mình một cái pháp môn để tu. Bây giờ mình phát nguyện mình sanh tịnh độ, mà ngày mình không có nhắc tới một cái danh hiệu Phật thì làm sao mà mình thành tựu được nguyện hạnh của mình? Mình nói tôi muốn giảng sanh cực lạc mà toàn là dành những thời gian cho những cái việc vô bổ thì làm sao mà giảng sanh? Có nước giảng gâm. Mình nói tôi phát nguyện giảng sanh nhưng mà tà toàn làm những việc giảng gâm mà. Chọn mình một cái pháp môn, rồi người ta ngồi người ta nói chuyện thì mình ngồi mình niệm Phật. Hoặc là mình chọn mình tu thiền, người ta ngồi người ta hí luận thì mình ngồi mình tham thiền tĩnh tọa. Hoặc là mình chọn pháp môn là trì chú mật tông, người ta lo người ta hí luận người ta bàn chuyện này chuyện kia thì mình không có thì giờ để tham gia, mình ngồi mình trì chú. Gọi là ai tu nấy đắc, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc, cùng tu thì cùng đắc. Còn mình tham gia vô với người ta thì thời gian của mình cũng bị luống theo luôn. Vậy ha, pháp môn mà để cho tu tập ít nói là phải có một cái pháp môn để mà hành trì. Mình lên chánh điện, mình dòm sơ qua một phát, mình biết người nào có pháp môn tu, người nào không có pháp môn tu, biết không? Giống như bây giờ quý vị để ý sư phụ trụ trì đi, lúc nào thầy cái miệng cũng nhép nhép. Thầy trì chú đại bi không ngớt, đó là pháp môn của thầy. Tức là ngoài cái giờ tụng kinh niệm Phật ở trên chánh điện ra đó, thì chúng ta còn những cái thì giờ khác hành trì đi đứng nằm ngồi nữa, chứ không phải mà mình tu hai thời sáng chiều mà đủ. Mình tu cả đời mà. Bởi vì cái con người của mình á, mình quân tu nó rất là khó. Mình mới có định tâm được chút xíu là nó chạy theo ngoại cảnh ở bên ngoài. Mình phải dùng cái pháp môn mình nắm, mình lôi trở lại. Mình lôi trở lại xong rồi nó ngồi chút cái này nhảy đi nữa, mình nắm mình lôi trở lại. Quý vị ngồi thiền á, có xếp chân lên mà vô được định liền không ạ? Rất là khó.
mình vừa vô định một cái chuyện này nó lôi mình đi, cái mình nắm mình lôi trở lại, rồi bắt đầu vừa ngồi xuống vừa định tâm một phát, cái có cái tư tưởng khác nó lôi mình đi, cái mình lôi trở lại, thì cái công năng mà mình nắm mình lôi trở lại đó chính là tu tập. Tu tập là vậy đó. Rồi mới nãy giờ mình nói về cái phần nói nhiều, bây giờ nghe nè. Nói thì nói ít, rồi nghe nhiều. Tại sao phải lại nghe nhiều? Như ở trong Phật giáo của chúng ta có 10 vị thánh, đệ tử, thập đại đệ tử của Đức Phật. Ai được mệnh danh là đa văn đệ nhất? Có ai biết không ạ? Ai ạ? A Nan. A Nan được mệnh danh là đa văn đệ nhất, có nghĩa là một cái vị đệ tử rất là thông thái, nghe nhiều. Đa là nhiều, văn là nghe. Đa văn là cái người đó học rộng, nghe nhiều, thông minh, trí tuệ. Thì mình muốn học pháp thì mình phải nghe nhiều. Mà triết gia Hy Lạp, ông này tên là ông Zenon. Ông này ông tên là ông Zenon, ông không phải là đạo Phật, nhưng mà ông nói một cái câu này rất là hay. Triết gia Hy Lạp tên là Zenon có một câu nói nổi tiếng là: thiên nhiên ban cho chúng ta hai cái lỗ tai và một cái miệng, vì vậy chúng ta phải nghe nhiều hơn là nói. Cho ông tràng pháo tay. Ông này là ông triết gia mà ông có một cái câu nói hay như vậy. Ông nói ông trời ông cho mình hai cái lỗ tai, cái miệng thì có một cái miệng thôi à, cho nên mình phải thực hiện cái chức năng của nó nhiều hơn cái miệng. Cái miệng của mình có con cái mà cũng chết rồi đó, lo ăn, lo tai họa, lo khẩu nghiệp, mà nó chi cái miệng mình mà nó mọc hai bên như cái lỗ tai á thì thôi thua. Cho nên á, thiên nhiên nó ban tặng cho chúng ta hai cái lỗ tai này, có gì thấy không? Hai cái lỗ tai mà chỉ có một cái miệng thôi à. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái nhiệm vụ là nghe nhiều hơn nói. Chỗ này có được không ạ? Mà nghe cái gì nhiều? Chúng ta có những cách để nghe. Thứ nhất là chúng ta nghe lại tiếng lòng của mình. Quan Âm Bồ Tát tu cái pháp gì ạ? Tu cái pháp lắng nghe. Ngài ngồi quán tự tại Bồ Tát, Ngài ngồi, Ngài lắng nghe những cái âm ba của chúng sanh ở dưới cõi trần này nè. Những cái lời than quán, những tiếng kêu cứu, Ngài mới động lòng từ bi, Ngài mới phân thân để đến cứu giúp. Thì chúng ta tu cái pháp lắng nghe này, đầu tiên là chúng ta lắng nghe tiếng lòng của mình. Chúng ta nghe coi cái tiếng lòng của mình nó cần cái gì. Mình ngồi mình định tĩnh là mình nghe coi có phải là trong người của mình á, nó rất là thích người ta khen mình không? Trong lòng của mình thích người ta tâng bốc mình không? Mình phải lắng nghe những cái nhu cầu, những cái tiếng nói ở bên trong để mà mình điều chỉnh nó lại. Mà khi mình ít nói rồi mình mới có cơ hội nghe nhiều, phải không ạ? Khi mình ít nói mình mới có cơ hội nghe nhiều. Và mình đừng có nghĩ là quý thầy là mới xứng đáng cho mình nghe, mà những người bạn đạo xung quanh mình đó chính là những bậc thiện tri thức rất là quan trọng. Đó chính là bậc thiện tri thức. Đức Phật dạy đó, những người mà thân cận chúng ta là những bậc thiện tri thức. Mà Khổng Tử cũng nói là tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, trên đường có ba người cùng đi thì trong đó có một người là thầy của mình đó. Người đó sẽ có cái hay để mình học hỏi. Nhiều khi cái cô này cổ không phải là người xuất gia, nhưng mà cổ nói cái câu đó ra có đạo lý, mình học hỏi liền. Mình thấy câu này hay nè. Chị Nguyễn Thị A này, mặc dù không phải là bà sư cô, nhưng mà cổ nói cái câu này nghe nó có lý quá, tôi học hỏi câu này. Đó chính là người biết tu hành lắng nghe. Nghe lại tiếng lòng mình,
Rồi thứ hai nữa là nghe kinh, nghe pháp. Ở đây ai có thói quen là mỗi buổi tối trước khi ngủ là phải nghe bài pháp không ạ? Có không? Có, giơ tay lên cho Phật chứng đi. Dạ nhiều ha, xin chúc mừng quý vị. Tự tán hưởng cho mình đi. Đỡ hơn là tối mình mở lên cái bài kinh mà niềm vui của mình á là hên cái là mình nghe kinh. Chứ còn có nhiều người trước khi ngủ là phải mở hồn lỡ xa vào đôi mắt em vậy đó, thấy không? Và lỡ mà mình ngủ mà mình đi luôn là mình đi về đâu? Mình đi kiếm cái đôi mắt đó đó. Còn mà mình đang nghe pháp mà lỡ mình đi luôn á là ít nhiều gì mình cũng được sanh sanh thiên. Cho nên á, chúng ta nghe cái gì? Nghe pháp, nghe kinh, nghe kinh tụng. Có nhiều người gặp Phước Thiện đấy, trời con cảm ơn thầy, thầy tụng kinh hay quá, đêm nào con cũng mở con nghe hết trơn. Hỏi hay chỗ nào con? Hay cái chỗ là con mất ngủ mà con nghe thầy ngủ, con nghe thầy con ngủ ngon. Tưởng đâu hay chỗ nào thẩm nghĩ cái giáo lý gì ở trọng. Mà nói con khó ngủ mà con nghe thầy chút xíu ngủ được liền. Rồi còn khoe nó chứ, con cháu của con nó nghe thầy tụng kinh nó mới ngủ được. Tối nào cũng mở hết trơn. Thôi kệ, miễn sao có nghe là quý rồi. Nghe kinh là tốt rồi. Còn mà mình ngủ được thì càng tốt nữa. Nhưng mà nếu chúng ta lúc mà còn tỉnh táo, còn thức á, mình nghe thì phước của mình nhiều hơn. Làm chủ được cái lỗ tai của mình, nghe những điều nào mình cần nghe. Đôi khi người ta khen mình đừng có vội mừng. Đôi khi cái tiếng khen đó là một cái tiếng khen ngoại giao, một cái tiếng khen ngoại giao mà mình tưởng thiệt. Ví dụ bây giờ người ta sắp sửa người ta giao dịch với mình một cái công chuyện làm ăn gì đó, trước tiên họ sẽ tìm cách họ khen mình, họ lấy lòng. Họ lại nhà mình họ khen là từ trên xuống dưới, nhà của bà đẹp quá, cha mẹ của bà phúc hậu quá, con bà dễ thương quá, cháu bà dễ thương quá, bà khỏe quá, đẹp quá. Nói chung là ai mà khen mình là mình khoái à. Rồi sao? Công việc trơn tru. Cho nên khi mình nghe ta khen thì mình cũng chắc lọc, mình coi có thiệt vậy chưa, rồi mình cố gắng mình thực hiện cho tinh tiến nữa. Chứ nhiều khi người ta khen là khen ngoại giao thôi mà mình tưởng thiệt. Cho nên nhiều khi người ta khen mình á là mình phải sợ. Mà cái này nữa, khi người ta khen mình á, quý vị nên nhớ là khi người ta khen mình là cái phước của mình nó bị vơi một chút rồi đó nha. Sao kỳ vậy? Bởi vì khi mà người ta khen mình á là mình đang hưởng một cái phước, gọi là cái phước về cái danh dự. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh hay, người nào cũng khen hết, trong lòng mình sanh cái ỷ lại, ngay chỗ đó mình mất phước liền. Mai mốt cái giọng khàn khàn không ai nghe. Rồi mình có cái nhan sắc, hồi đời trước mình gieo, mình nhân duyên, mình cúng chùa, mình chân bông gì đó không biết, hay là mình đối xử tốt đẹp với mọi người mà dung sắc của mình xinh đẹp, người ta khen, ta khen nhiều lần, cái mình sanh lên một cái lòng gọi là tự cao, tôi đẹp hơn mấy bà, thì ngay trong cái giây phút mà suy nghĩ lóe lên cái suy nghĩ đó mất phước liền, nhưng thời gian sau nó xấu từ từ trở lại. Mà ở trên mạng quý vị biết có những người mà cách đây thập niên mấy chục năm về trước đó, là những người gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ riết rồi bây giờ cái mặt nó biến dạng luôn. Mất phước, phước mình hết rồi. Nhiều kinh, nhiều pháp. Bây giờ quý vị coi nguyên ngày đi, mình nghe cái lời thị phi nhiều hay là mình nghe tụng kinh nhiều? Thị phi nhiều. Cái giờ tụng kinh có 1 tiếng đồng hồ à, còn lại 24 giờ mình trừ cho 2 tiếng tụng kinh đi, rồi 8 tiếng ngủ là 10 tiếng ha. Còn 10, 14 tiếng còn lại là thị phi, trong đó rất là nhiều đó.
thị phi. Mà người ta chạy ở ngoài đường, người ta nhìn vô, người ta không cần biết mình nói cái gì, mà mình nhóm họp 3-4 người, ta nói mấy bà này nói xấu người ta chứ không gì hết. Phải không ạ? Tại vì người ta đã đinh ninh cái hình ảnh mà nhóm họp 3-4 người mà nói này nói kia đó, thì người ta đã đinh ninh mặc định là không có tốt, hình ảnh nó không có đẹp, gọi là lý luận thị phi. Cho nên chúng ta phải giảm được cái này. Và khuyến khích quý vị mà đến chùa mình niệm Phật á, thì trong ngày hôm nay mình tu khẩu nghiệp, mình ít nói, mình bớt nhóm họp, để mình hưởng trọn cái công đức của cái ngày tu an lạc, được không ạ? Rồi chốt lại cái bài giảng này, tặng chú vị một bài thơ của Hòa Thượng Thiện Hoa. Bài thơ như thế này: người khôn nói ít nghe nhiều, lựa lời đối đáp lựa điều hỏi han. Trước người hiền tỏ khôn ngoan, nhường trên một bước rộng đường dễ đi. Việc người chớ nói làm chi, việc mình biết, vậy thì mới khôn. Anh đi đọc. Rồi kết thúc bài giảng này được rồi ha. Xin câu vọng cổ nữa hả?